Dàn sao biệt đội rất ổn, và Lùi Nguyên Thảo là mỹ nhân làng hài, một người là nữ hoàng phòng vé. Một trong những yếu tố ăn tiền của biệt đội rất ổn, bên cạnh kịch bản hấp dẫn, thú vị, đó chính là dàn sao đình đám. Không chỉ là các tài tử màn ảnh mà bộ phim này còn có sự góp mặt của những mỹ nhân hàng đầu làng giải trí. Trở lại với vai chính điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng, Lê Khánh được kỳ vọng sẽ vực dậy hào quang trong quá khứ. Thời kỳ đỉnh cao, cô từng là nữ hoàng phòng vé, bào chứng cho loạt tác phẩm ăn khách như Mùi Ngò Gai, Hướng Nghiệp, Cuộc Chiến Hoa Hồng, Dù Gió Có Thổi, Cô Dâu Đại Chiến, Vũ Em Tập Sự, Gái Già Lắm Chiêu. Gần 20 năm làm nghề, cô được vinh danh ở nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 5 giải Mai Vàng, 1 giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17, 2 giải HTV Awards. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà Lê Khánh còn được ngưỡng mộ bởi tài năng biến hóa từ sân khấu cho tới màn ảnh. Cô có thể diện đa dạng thể loại từ hài cho tới bi và đều chinh phục được người xem bằng những màn thể hiện giàu cảm xúc. Cùng với Lê Khánh, Nguyên Thảo cũng là thành viên chủ chốt gánh team hài trong biệt đội rất ổn. Người đẹp sinh năm 1994 là gương mặt quen thuộc trong nhiều dự án của Thu Trang, Huỳnh Lập, Võ Tấn Phát, Võ Đăng Khoa. Cô được khán giả nhớ đến nhiều nhất với vai Ba Lùi, cô gái bụi đời, mê nhậu nhẹt, lúc nào cũng rũ rượi trong gia đình cực xúc. Tuy hài hước, lầy lội là thế nhưng Nguyên Thảo lại từng là thí sinh được kỳ vọng ở Big Grand Việt Nam 2022, thoát khỏi dáng vẻ luộm thuộm trên màn ảnh. Ba Lùi trở về với con người thật, một mỹ nhân xinh xắn, hình thể quyến rũ. Nhìn Nguyên Thảo, ai cũng nghĩ cô nên đi thi nhan sắc bởi vẻ đẹp vượt cả danh xưng hot girl. Tương tự như Ba Lùi, Ngọc Phước cũng là một mỹ nhân làng hài vô cùng duyên dáng, lầy lội. Ban đầu, cô là một giáo viên dạy ngoại ngữ, chỉ đi diễn phụ cho bạn ở Thách Thức Danh Hài. Nhưng ai có ngờ, sự hài hước của cô nàng chiếm trọn spotlight nhân vật chính và được Trấn Thành, Trường Giang khuyên nên đi làm diễn viên. Một thời gian sau, cô đăng quang quán quân Cười Xuyên Việt 2020 đầy thuyết phục. Cũng từ đây, cô oanh tạc mạng xã hội bằng những video tấu hài triệu view đầy sáng tạo. Cũng như Nguyên Thảo, cô cũng thường tự làm xấu mình khi đi diễn, nhưng khi lên đồ chỉn chu, Ngọc Phước lại vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Thậm chí, fan còn khuyên cô nên đi làm người mẫu ảnh hay thi nhan sắc. Tuy không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng Hoàng Oanh vẫn được đánh giá cao về mặt diễn xuất. Cô từng chinh phục khán giả thông qua các tác phẩm như Ước Hẹn Mùa Thu, Tháng Năm Rực Rỡ, Hồn Đá. Thực tế, người đẹp sinh năm 1990 xuất phát điểm là một MC. Từ năm 16 tuổi, cô đã bắt đầu bén duyên với nghệ thuật. Cô từng đi thi nhiều cuộc thi nhan sắc và giành danh hiệu Hot V-Team năm 2006, Hoa Khôi Khả Ái tại Miss Sport, Á Hậu một cuộc thi Hoa Hậu Phụ Nữ Việt Nam qua ảnh. Sau này, Hoàng Oanh đầu tư rất nhiều cho con đường MC chuyên nghiệp. Cô từng đi thi nhiều giải thưởng về nghề dẫn chương trình và cầm trịch nhiều show lớn, tầm cỡ quốc gia. Năm 2015, cô từng được vinh danh MC phong cách nhất năm tại Elle Style Awards. Dàn sao toàn mỹ nhân tài năng của biệt đội rất ổn khiến khán giả có thêm niềm tin vào chất lượng của tác phẩm này. Chắc chắn, đây sẽ không chỉ là một bộ phim hài hước, đậm chất giải trí mà còn đem đến cho người xem nhiều giây phút xúc động, lắng đọng cùng câu chuyện của từng nhân vật.